Trại cứu gáy Bình Mỹ Bắc Tân Nguyên Bình Dương xin mến chào anh em đam mê cứu gáy. Trời ơi, nghe như một cái tổ ong vậy đó. Gáy quá gáy à. Rồi hai cặp này thì đã có chủ ha. Hai cặp này rất là tốt luôn. Con trống này mái được chiêu tốt hết ha. Con chưa ra ổ mà mẹ đã đẻ lại. Tự nẻ tự nuôi luôn nha. Hai cặp này gửi về cho anh trai ở cầu Thủ Biên, cũng sắp biết ăn là 10 ngày nữa gửi nha. Rồi gửi con máy 85 này cho chú ở Lộc Ninh Bình Phước nè. Thúc gù ha. Máy VIP, máy kèm mà. Kèm ha. Căng tới nay vậy. Mai. Rồi bây giờ mình tiến hành bắt thôi. Gửi xe bù đốp ha. Máy rất dạng được, rất thuần luôn ha. Máy này về ghép đẻ là gần như là xuất sắc luôn á. Cườm cao rồi, trời ơi, chim. Quá chất lượng, cườm chưa ra hết bộ. Rồi, cho về với chủ mới. Tầm cũng trung chim ha, không có. Rồi. Có vòng chân nữa ha. Hay mờ quá. Rồi vòng chân là 566 nha. Vòng chân 566 gửi cho chú. Rồi con này thì em bán là 1 triệu nha anh em. 1 triệu á. Để mất công anh em hỏi máy như vậy bán bao nhiêu nữa, em công khai luôn cho anh em thoải mái. Rồi cũng có con ở đây nữa nè, cũng dạng lắm. Đây, cầm điện thoại quay quay nó sợ nè con này. 81 nè. Nghe búng tay tới nái. Rồi. Nó lên lầu luôn. Tới mà mấy con nái này tới à. Rồi. Xong đơn đầu tiên. Tiếp theo đơn thứ hai là gửi cho anh trai ở Lâm Hà, Lâm Đồng ha. Anh lấy là 5 con trắng. 5 trắng lem đây, con đầu tiên. Con này thì khả năng con trống rồi. Để ảnh giá rất đẹp luôn. Con thứ nhất. Chào bá. Này là trắng lem Vân Hoa nè. Con đầu tiên. Con thứ hai đây. Ở dây lúc cam. Chân chân cả ok hết. Hai con. Rồi tiếp theo con thứ ba đây. Cũng sắp tự găng rồi ha. Con này. Con này là con của Thái Màu ha. Rồi chân cẳng ok nè. Ba con. Chung 157 nè. Anh bắt hai con trắng lem trong đây nữa ha. Tổng là
5 con trắng gửi xe Văn Hạnh về Lâm Hà, Lâm Đồng. Bây giờ em bắt. Rồi, quá to luôn, con này chắc con trống quá. Bự gần nắm tay không hết luôn. Rồi, chân cẳng ok ha. Con đó. Rồi. Tiếp theo, con này thì cái mỏ nó tung vô lưới cũng không sao ha. Rồi nó bự. Rồi. 5 con của anh đã xong nha. Tiếp theo là một cặp Malay nha. Gửi cho anh trai ở Đà Lạt. Rồi. 63. Rồi, con này con bự rồi. 63 chấm nha. Ok, chim rất bự luôn. Cái này tầm tự ăn à ha. Rồi. Cặp chim này về Đà Lạt. 63. Cặp này là con của cặp chiêu gù, không biết ra chiêu gù hay không ha. Còn tiếp theo là một cặp trống tơ thái đen trong AV mới bắt ra nè, gáy gù trong AV chụp đầu ra luôn á. Rồi. Con này dòng thổ nè. Con này mới bắt ra sau, con này bắt ra trước ha. Tướng bự lắm, một chân vàng ha. Dòng chân trắng, cái gì còn trong đỏ. Cái này clip thì em quay kỹ gửi cho anh trai ở Khánh Hòa rồi ha, ở Cam Lâm Khánh Hòa. Rồi bây giờ bắt thôi. Rồi, dòng chân đỏ nè, chân trắng rất bình thường luôn. Từ từ từ, còn còn. Ây à. À, bao trống ha. Còn về chơi thì nuôi từ từ nó sẽ chơi thôi ha. Chân rất chim bự luôn. Cùng thì cũng xong ha. Nhờ em xe ôm chuyên đi giao giùm, chạy từ dưới cơ quan chạy lên đây bắt chim giùm, đi xuống bến xe Bình Dương ha. Rồi, anh em nào có nhu cầu mua cua thì cứ liên hệ em ha, 0369602545, số điện thoại trên màn hình ha. Rồi địa chỉ em ở số nhà 25 Bình Mỹ 38 Bắc Tân Nguyên, Bình Dương nha. Em cũng mới tuyển mớ chim ghép ha. Tới đây sẽ đưa lên chim tơ ha. Nói sơ sơ thêm là cặp Malay này là cặp em của cặp hồi bữa em gửi đi Nhân Trạch một cặp, sau đó đẻ được một cặp. Còn một cặp thì nó mới còn một cặp thì nó giờ đang ấp ha. Đó. Còn hôm qua cặp dây vàng thì cũng test rồi thì ok rồi, còn cặp dây đỏ đây. Cặp dây đỏ gửi cho anh trai ở Khánh Hòa. Đây. Dây đỏ. Cặp dây đỏ này thì hồi chiều em ngồi rảnh là bữa nay em ở nhà em ngồi rảnh là nó ra chiêu gù rồi. Cặp này nó gáy một hậu ra chiêu gù. Mà cũng chưa lung ha, chim này mới có 5 tháng mấy. Cặp này thì 6 tháng. Lứa sau rồi 6 tháng. Đây 160 nè, bữa em cũng lấy một mớ về rồi em thả vô thấy rồi nè. Còn đây này, trong đây là có 3 cặp. Thằng em nó có 3 cặp sinh sản. Thì mình kiểm chứng được cặp dây vàng rồi. Dây đỏ. Dây đỏ hôm bữa cũng ra một con chiêu gù mà ba cốt gì là trơn lở á, là trơn luôn á, là cục cúc cu không à. Thì con hồi bữa hậu liêu đó, con nó cũng ra chiêu gù luôn. Thì còn dây vàng thì nó chưa ra chiêu gù ha, cũng đang để lại cũng chưa sử dụng. Nhưng mà bán rồi bảo đảm, tại vì cái này thì em thấy hay chiêu gù thì mình đổ lấy ra về đổ chơi thôi. Đó, hiện tại chim cũng rất mập, rất bự con luôn. À, đó em chỉ cho ăn cám lúa thôi. Chiều mưa quá. Để đây tầm cỡ 2-3 tháng nữa thì nó cũng lên mạnh nè. Rồi, đợt này thì cũng giải tán bớt lên mớ chim. Wow, chim bự trong AV bắt ra ha. Nãy gửi cho anh trai ở Cam Lâm Khánh Hòa. Thì chim cũng trạng này hết rồi. Chà bá lửa luôn. Đó. Nó không chịu đèn led, tắt đèn led đi.
chiều rảnh rảnh cũng xịt nước rồi tắm rồi cho nó sạch sẽ. Còn trạng này thì cứ anh em nào lấy con tơ cứ 800.000 con ha, em để ý trong AV gù là em bắt ra. Đây hơi tối chắc không thấy được đâu, giờ mà bật đèn lên cái là nó đó. Như chiều chiều là cứ ra ngồi đây xíu là nó gù ầm 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 rồi. Trạng này đủ cơm hết rồi, anh em bắt cặp có 1 triệu về về là nó chuẩn bị thúc ổ đẻ hết rồi. Cái còn cái này mà nuôi mà để rổ đóng là khả năng nó còn đẻ nhanh nè, nhưng mà đi làm suốt không thời gian ha. Như đây đây nè, thì anh em thấy những cái con này, thấy dòng mồi là những con chơi vậy nè. À, những cặp bự cho bá nè đó. Để ấp đó. Giờ thì rảnh rảnh cứ còn mớ lòng trống, chiều chiều rảnh rảnh ra ngồi đây, đang thời gian nghỉ phép là lụm lúa được mớ. Còn mà đã bắt lên lòng chơi rồi rồi bán giá khác nha. Còn như bây giờ anh em mua xô với thứ ở bao trống một con là 800 nha. Còn mà đã lên lòng gáy gù tốt kè đi tập được thì giá nó khác nha anh em. Rồi cuối cùng kính chúc anh em mình mạnh khỏe, xem clip vui vẻ nha. Nhớ cho em xin một đăng ký kênh nha. Hẹn anh em ở những clip tiếp theo nha. Bye bye.